Ngọc Thơ kính chào quý vị và các bạn. Kính mời các bạn xem bản tin Đột phá hay tầm nhìn của Việt Nam đều vi diệu. Ngày 10 tháng 7, blog Trần Văn trên VOA tiếng Việt bình luận Tầm nhìn hướng về đâu? Theo tác giả, tháng 3 vừa qua, tại cuộc gặp gỡ thường niên với các doanh nghiệp ngoại quốc đầu tư vào Việt Nam FDI, ông Phạm Minh Chính cam kết hệ thống chính trị, hệ thống công quyền tại Việt Nam sẽ thực hiện ba đảm bảo, ba đột phá, ba tăng cường. Về ba đảm bảo, có đảm bảo ổn định an ninh năng lượng theo hướng chuyển đổi xanh và hệ sinh thái chuyển đổi xanh, chuyển đổi số, kinh tế số, kinh tế tuần hoàn. Về ba đột phá, có đột phá về thể chế, pháp luật, cơ chế, chính sách, đột phá về cải cách hành chính và đào tạo nguồn nhân lực phục vụ người dân, doanh nghiệp. Về ba tăng cường, có tăng cường hỗ trợ doanh nghiệp phát triển xanh, bền vững. Hình ảnh bài trên blog Trần Văn. Tác giả nhận xét, giới lãnh đạo hệ thống chính trị, hệ thống công quyền tại Việt Nam không chỉ đưa ra những tuyên bố cam kết rỗng rãng về chuyển đổi số mà còn ban hành nhiều quy phạm pháp luật để hỗ trợ các tuyên bố cam kết đó, như luật công nghệ cao năm 2008. Luật này xác định công nghệ thông tin, công nghệ sinh học, công nghệ vật liệu mới, công nghệ tự động hóa là những lĩnh vực ưu tiên đầu tư phát triển. Sau đó, các văn bản quy phạm pháp luật khác thi nhau khoe sắc như hoa xuân, với hàng loạt giải pháp như hoàn thiện thể chế, hỗ trợ và tạo điều kiện cho ứng dụng sản xuất sản phẩm, cung ứng dịch vụ công nghệ cao, đẩy mạnh hợp tác quốc tế về công nghệ cao. Tác giả nêu vấn đề, cuối cùng kết quả ra sao? Chỉ một thời gian rất ngắn sau khi ông Chính cam kết thực hiện ba đảm bảo, ba đột phá, ba tăng cường, là hàng loạt tin đồn về việc Intel Mỹ bỏ ý tưởng gia tăng đầu tư vào Việt Nam. Kế đó là LG Chemistry, Nam Hàn. Ngoài ra, AT&T Áo, Samsung, Nam Hàn và SMC, Nhật Bản hoặc ngừng đầu tư thêm vào Việt Nam hoặc thay đổi địa điểm đầu tư, chuyển dự án từ Việt Nam sang các quốc gia khác như Ba Lan, Indonesia, Malaysia. Tác giả nhận định sở dĩ những tập đoàn vừa kể thay đổi quyết định đầu tư vào Việt Nam bởi các quy định dẫu đã lỗi thời nhưng vẫn còn hiệu lực, khiến Việt Nam từ chối hỗ trợ một phần chi phí sản xuất. Bên cạnh đó, một số tập đoàn thay đổi quyết định đầu tư vào Việt Nam còn vì thị trường lao động Việt Nam không đủ khả năng cung cấp nhân lực hay không đủ khả năng đáp ứng nhu cầu của họ. Mô hình Sài Gòn Silicon City đẹp như mơ nhưng thực tế là để cỏ mọc. Theo tác giả, chỉ riêng các số liệu liên quan đến riêng Intel cho thấy hậu quả của việc nhiều tập đoàn ngoại quốc thay đổi quyết định đầu tư vào Việt Nam trầm trọng đến mức nào. Intel đầu tư vào Việt Nam kể từ năm 2006, tổng sản lượng của Intel chiếm khoảng 50% trong hệ thống nhà máy đóng gói và kiểm định của Intel trên toàn cầu. Tính đến năm 2021, giá trị xuất đầu tư của Intel vào Việt Nam là 1,5 tỷ Mỹ kim. Giá trị xuất cảng từ năm 2010 đến quý 3 năm 2023 đạt 82 tỷ Mỹ kim, tương đương 60% tổng giá trị xuất cảng của khu công nghệ cao thành phố Hồ Chí Minh. Ngoài chuyện tạo cơ hội làm việc cho 6.500 người, Intel đã chi 550 tỷ hỗ trợ giáo dục kỹ thuật và đào tạo nhân lực. Suất đầu tư mà Intel vừa quyết định ngừng rót vào Việt Nam để đổ vào Ba Lan trị giá 3,3 tỷ Mỹ kim. Vẫn theo tác giả, ngay thời điểm này, chính quyền thành phố Hồ Chí Minh vừa quyết định chấm dứt dự án công viên Sài Gòn Silicon bởi chủ đầu tư dự án này được cấp 52 hecta đất được ví von là vàng trong khu công nghệ cao thành phố Hồ Chí Minh để tạo ra Sài Gòn Silicon City. Nhưng chủ đầu tư đã tổ chức động thổ năm 2016 rồi bỏ 52 hecta đất ấy nuôi cỏ. Nhiều người tin rằng việc thu hồi giấy phép đầu tư dự án công viên Sài Gòn Silicon chỉ là bước khởi đầu trong việc phải xử lý hậu quả của chủ trương và các quy phạm pháp luật nhân danh các loại số để đột phá. Tác giả mỉa mai, nhìn chung, đột phá hay tầm nhìn đều vi diệu, không dễ hiểu như lẽ ra phải thế. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ thời báo chấm d với bản tin Đột phá hay tầm nhìn của Việt Nam đều vi diệu. Việt Nam có thể bỏ lỡ cơ hội vì những biến động chính trị. Ngày 9 tháng 7, VOA tiếng Việt cho hay, Viện Louis, biến động chính trị ở Việt Nam đang kìm hãm nền kinh tế. VOA dẫn nhận định của Viện Nghiên cứu Louis, Viện Nghiên cứu về Chính sách Quốc tế có trụ sở ở Sydney, Úc, cho biết, biến động chính trị cùng chiến dịch chống tham nhũng gây tranh cãi
và việc đình trệ ra quyết định đang làm suy yếu quá trình phục hồi, có nguy cơ hạn chế khả năng hưởng lợi của Việt Nam từ việc dịch chuyển chuỗi cung ứng toàn cầu. Hình ảnh bài trên VOA. Theo Viện Louis, cuộc chiến chống tham nhũng được tổng trọng phát động từ năm 2016, còn được gọi là đốt lò, chỉ thực sự bùng nổ vào năm 2023. Trong vòng một năm, số vụ tham nhũng và số công chức bị buộc tội ở tất cả các cấp chính quyền nhiều gấp 3 lần so với năm 2016, trong đó hai chủ tịch nước và một chủ tịch quốc hội phải rời ghế, gây ra sự biến động chính trị chưa từng có tiền lệ. VOA cho biết khu vực tư nhân cũng bị ảnh hưởng bởi chiến dịch chống tham nhũng này, khi nhiều giám đốc điều hành của các tập đoàn hàng đầu trong nước, trong nhiều lĩnh vực khác nhau như bất động sản và y tế đã bị bắt giữ hay bị bỏ tù. Trong đó, cựu trùm bất động sản Trương Mỹ Lan bị kết án tử hình. Viện Louis cho rằng không có gì ngạc nhiên khi tổng vốn đầu tư năm ngoái của Việt Nam đã giảm, đầu tư tư nhân trong nước cũng giảm, đặc biệt trong lĩnh vực bất động sản. Trong khi đầu tư công tăng và tăng trưởng FDI ổn định không đủ để bù đắp cho sự sụt giảm này, Việt Nam phải đối mặt với một số rủi ro lớn khi sự hỗn loạn trong lĩnh vực tài chính và bất động sản phủ bóng đen lên tương lai của đầu tư tư nhân. Nhưng bất động chính trị của chiến dịch chống tham nhũng dường như là hạn chế cấp bách nhất đối với Việt Nam, theo Viện Nghiên cứu Úc. Tô Chủ tịch, nhân vật dẫn đầu trong cuộc chiến quyền lực dẫn đến suy thoái kinh tế của Việt Nam. VOA dẫn nhận định của hai nhà nghiên cứu Ahmed Albarak và Ronald Raja viết trong bài phân tích của Louis cho rằng việc từ chức của các quan chức cấp cao trong Bộ Chính trị và Ban Chấp hành Trung ương đang gieo rắc nỗi sợ hãi cho các công chức cấp thấp hơn. Các quy trình hành chính cũng đang bị chậm trễ do các quan chức không muốn ký phê duyệt. Ngoài sức ỳ quan liêu, tình trạng từ chức hàng loạt đang làm giảm khả năng thực thi, đặc biệt là ở chính quyền địa phương. Với việc các quan chức Việt Nam cực kỳ thận trọng trong việc ký kết các quyết định đầu tư công, việc giải ngân, chỉ tiêu theo kế hoạch vẫn ở mức thấp. Tính đến tháng 5 năm nay, chỉ có 22,3% kế hoạch chi tiêu được giải ngân. Hai nhà nghiên cứu trên viết và trích dẫn nhận định của các tổ chức tài chính quốc tế lớn cho rằng đầu tư công là chìa khóa để phục hồi kinh tế nhanh hơn. VOA dẫn một hãng truyền thông quốc tế hồi tháng 2 năm 2023 cho biết các quan chức của Việt Nam cảnh giác khi ký kết các dự án đầu tư vì họ sợ rằng họ có thể dính líu đến tham nhũng và ngày càng chọn phương án không làm gì cả để tránh rắc rối. Hãng Intel quyết định không mở rộng hoạt động tại Việt Nam. Theo VOA, Liên Hợp Quốc, Ngân hàng Thế giới và các nhà tài trợ phương Tây hồi tháng 5 năm 2024 cảnh cáo chính phủ Việt Nam về sự thất vọng của họ đối với những rào cản pháp lý và thủ tục phê duyệt kéo dài, gây ra bế tắc giữa lúc Việt Nam bị bủa vây bởi chiến dịch chống tham nhũng leo thang và tình trạng bất ổn chính trị. Vẫn theo Louis, việc đình trệ ra quyết định trở thành điểm nghẽn trong việc thu hút đầu tư nước ngoài vào Việt Nam, đặc biệt trong lĩnh vực năng lượng sạch, cũng là một vấn đề nóng ở Việt Nam. Việt Nam có sản lượng điện mặt trời và gió cao nhất ASEAN, nhưng tốc độ phát triển cơ sở hạ tầng chưa theo kịp. Nhiều dự án hạ tầng năng lượng bị chậm tiến độ do thủ tục hành chính kéo dài, theo Louis. Nhà sản xuất chip Intel vào năm ngoái quyết định không mở rộng hoạt động tại Việt Nam với lý do lo ngại về nguồn cung cấp điện thiếu ổn định và thủ tục hành chính rườm rà. Sẽ có thêm các nhà đầu tư làm theo hoặc tệ hơn là tiếp tục như vậy nếu tình trạng tê liệt chính sách tiếp tục cản trở các khoản đầu tư công bổ sung cần thiết. Louis nhận định, nếu điều đó xảy ra, Việt Nam có thể bỏ lỡ cơ hội của mình. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ thời báo chấm D với bản tin Việt Nam có thể bỏ lỡ cơ hội vì những biến động chính trị. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này để nhiều người cùng biết cũng như bấm nút đăng ký kênh YouTube và Facebook của thời báo chấm D để được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Ngọc Thơ thời báo chấm D.